trước động thái ngừng hoạt động của một tuabin thuộc hệ thống dòng chảy Phương Bắc 1 của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom. Lưu lượng khí đốt tới Đức giảm xuống 33 triệu mét khối khí một ngày từ ngày 27 tháng 7. Chính phủ Đức gần đây kêu gọi toàn dân thực hiện tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá cả đang tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, một thành phố của nước này là Hanover của Đức đã ra quyết định cấm nước nóng trong các tòa nhà công cộng và đưa ra biện pháp giảm sử dụng nhiệt trong bối cảnh thiếu khí đốt. Thủ đô Berlin của Đức đã bắt đầu tắt các thiết bị chiếu sáng các di tích lịch sử trong nỗ lực chung của quốc gia nhằm tiết kiệm năng lượng trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Các quan chức tại Berlin cho biết trong tuần này, khoảng 200 tòa nhà và các công trình lớn, trong đó có tòa thị chính Berlin, nhà hát opera quốc gia và cung điện Charlottenburg sẽ tắt các thiết bị điện vào buổi tối. Quan chức phụ trách môi trường của thành phố cho rằng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay, điều quan trọng là Berlin cần sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm. Vị quan chức này kêu gọi không chỉ người dùng, các ngành sản xuất mà cả các cơ quan nhà nước cũng cần hưởng ứng nỗ lực này, đồng thời đánh giá cao hành động tắt đèn của các công trình và các tòa nhà nói trên là những điều đúng đắn, cho thấy những đóng góp rõ ràng. Trong khi đó, thành phố Hanover, Tây Bắc nước Đức đã trở thành thành phố đầu tiên ở nước này chuyển sang sử dụng nước lạnh trong các tòa nhà công cộng, không dùng nước nóng để rửa tay và các mục đích sử dụng khác ở các tòa nhà chính quyền, phòng tập thể dục và hồ bơi. Thành phố cũng sẽ giảm hệ thống sưởi trong các tòa nhà công cộng, tắt hệ thống chiếu sáng mặt tiền và đài phun nước bên ngoài tòa thị chính, bảo tàng thành phố và các tòa nhà công cộng khác. Cư dân thành phố cũng sẽ phải chống chọi với nhiệt độ lạnh hơn khi ở trong nhà. Theo quy định mới, nhiệt độ phòng tối đa trong các tòa nhà công cộng, bao gồm cơ sở trông trẻ ban ngày, bị giới hạn ở 20 độ C. Hanover không phải là thành phố duy nhất của Đức thực hiện biện pháp phòng ngừa trước mùa đông. Thành phố Düsseldorf có kế hoạch giảm nhiệt độ sưởi ấm cho mùa thu và mùa đông để tiết kiệm năng lượng.